Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay ở quán chay thiện nguyện tâm ái của cô Tuyết chuẩn bị nhiều phần cơm gạo, nước tương, đường, bột ngọt, dầu ăn, kết hợp với lại các sư ở chùa để mà đi làm từ thiện. Người biết sống thiện lương là trên sau là nhân quả. Từng nghi môn lời ăn uống thuần chay, niệm Phật thiền định, định tâm mỗi ngày là phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.